Thì hôm nay mình bao chiếc xe 16. Hôm nay với gia đình đi ra Cần Thơ ăn buffet. Điểm danh coi đủ chưa? Khởi gà xích đeo hả bác tài? Wi-Fi là 4 số 6, 4 số 8. Đây là cầu Long Mỹ ha. Phía trước là vô đường dằn, đường đoạn đường đang sửa. Lên dốc cầu sáng. Đang gia xe lại. Chợ 1000 đi vô dưới dốc cầu quẹo trái. Đó. Ở có phòng khám bác sĩ Hương ở đây luôn nè. Anh ở chỗ này cũng tiện quá hả? Đây là ga Cần Thơ. Phía trước là cầu Tân Hiệp. Cầu Tân Hiệp này hình như cũng mới tu sửa lại ha, nhìn thấy nó cũng còn mới nè. Đường này đường mới làm luôn. Cái này là chỗ trung tâm trường lại lái xe. Khỏi cầu Châu Hôi này là hết địa phận của tỉnh Hậu Giang rồi đó. Trên đoạn đường này thì mình có thể là chạy 80 km/h. Đây là mình đang chạy lên dốc cầu Ba Láng ha, Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Cần Thơ. Quẹo trái thì mình đi về Hồ Chí Minh, còn quẹo phải thì mình đi về Sóc Trăng. Thì Sóc Trăng nó còn 53 km, còn nếu mà về Hồ Chí Minh ấy thì nó còn 180 km. Mình đang ở làn đường đi thẳng đây, vòng vô cả găng cái cho dưỡng 7 đi xuống một cái nha. Pha Cần Thơ ở đây phòng khám bệnh tư nhân cũng có, mà bác sĩ phòng chấn thương chỉnh hình cũng có. Hôm nay đi thì sẵn tiện thì chở bà ngoại đi khám bệnh luôn, tại bà ngoại đau nhức cái tay quá trời mấy cái khớp. Thì mình đi bác sĩ này thì 2 năm trước mình cũng đã có đi một lần. Cái bảng đây nè, mời vào nè. Mình tới siêu thị rồi ha. Cửa tự động. Mình vô siêu thị rồi. Túi mình quẩy túi xách lớn á, thì mình phải gửi, còn nếu mà mình cầm bóp nhỏ thì mình cầm theo được. Mình sẽ quay hàng rau cải trước. Chỗ này là hàng bánh ngọt.
là đồ ăn ấy, thích ăn cái nào mình tự lấy. Nếu mà món súp á, có súp á thì mình ra quầy tính tiền, mình tính rồi mình lại chỗ cái chỗ mà chan nước súp vô. Còn đồ khô cũng phải ra tính tiền. Chọn được bao nhiêu món đây này nè? Cái này là mì Ý 25.000, hai dĩ mì Ý, rồi gà cơm gan 35.000, gà cơm trứng thịt thì 35.000, rồi cái này cũng 35.000 luôn, cái này thì 30.000. Tám phần ăn 200, mỗi đứa ăn một món. Đây một group, đằng kia một group. Mời cả nhà ăn bún bò Huế với Như nha. Thì Như vô siêu thị, Như chọn món ăn, Như chọn bún bò Huế. Ngon lắm cả nhà. Như bún riêu. Ừ. Nhiều món nhiều lắm luôn. Má của Như thì ăn bún riêu, chị Tư của Như thì ăn bún bò Huế. Bây giờ mình đi qua quán ăn buffet, đang chạy lên cầu Hưng Lợi. Hôm nay nó đỡ nắng rồi nè, nó mát mát. Đây, bên đây là công viên Lưu Hữu Phước, nhìn xéo qua bên kia, xéo xuống là bệnh viện Trăm Hai Mốt. Công viên Lưu Hữu Phước này cũng không có thay đổi ha. Ở trên này là chùa Khánh Quang. Rồi xích lên trên đó là nem nướng Nam Thanh Dân. Chỗ này xin City, chỗ này nè. Xuống dưới này là đường Ngô Quyền nè. Đây là Dòng Xuyến. À. Cái ba kìa, hotel kìa, hotel Tây Nam kìa. Bên kia thì công viên Kiều là bên kia. Thì tại vì nói 4 giờ mở cửa thì ông qua đó vậy là đúng rồi. Đi tới nơi rồi. Đây quán ăn đây. À, quán ăn Cô Ba Còi đối diện công ty thương mại Thanh Dung, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đông quá, đông luôn cả nhà ơi. Cái này là ngày thường ha, nhưng nếu mà cuối tuần thì còn đông nữa. Em ơi, chị có đặt bạn hôm qua thôi nè. À, ông chồng chị á. Thì hôm nay mình tới quán này mình ăn, thì mình thấy quán rất là đông. Mà đồ ăn ấy thì mình thấy là hầu như là mọi người ăn cái món tôm nướng thì nhiều, mực nướng với bò cuộn nấm nướng là nhiều. Còn đây là cái bàn của mình. Mình bút mình đi là 16 người. Cộng với bác tài luôn. Mình thích ăn cái gì mình đi lấy, mình đem lại bếp, mình ngồi mình nướng, mình ăn luôn vậy đó. 15 người thì mình được miễn phí một người. Nếu giá tiền thì một phần ăn cho một người là 160.000. Trẻ em dưới 5 tuổi là được miễn phí. Quán này tôm với ghẹ, với sò, với thịt bò cuộn, nấm.
Thì còn đồ ăn bánh ngọt thì nói chung là bánh bèo, bánh ít đâu đó đủ loại, các loại bánh, bánh xèo. Mình mời mọi người ăn con tôm nướng nha, coi cái thịt nó ngon hay là như thế nào ha. Ngon, ngon. Tôm có trứng luôn nè. Trời, nước mạnh nó mới ra. Thịt nướng ha mọi người. Mình sẽ cuộn với xà lách, rau các loại á, mình chấm với cái nước chấm ớt chanh. Mẹ lấy. Mày lấy. Thịt nướng. Như sẽ cuộn với rau xà lách, rau thơm, như sẽ chấm với cái muối tiêu chanh. Nước chấm á. Ồ, mỡ hành lè, đang sôi luôn nha. Trời đẹp. Trời mưa thì ăn nó ấm ha, mà trời nắng thì ăn nó nóng hơn. Sao hay anh đặt được cái chỗ ngoài này vậy? Thì em điện đấy, phải mình phải điện chỗ đặt 20 người á, lấy cái bàn ngoài này nè. Ngồi chính giữa kia nó bị khói nhiều hơn. Cầm dép mình đi lấy nước thêm. Thêm nè. Ai rồi ở đây đi. Tôm luộc ha, này tôm luộc. Còn đây là thịt bò cuộn cuộn nấm. Nó chín rồi mình gắp cho luôn, mình không để đây ngồi nó khét uổng. Cái này là thịt bò cuộn nấm nha. Hấp dẫn lắm. Rất là thơm. Thơm lắm. Cái nấm nó ngọt. Nó hòa quyện với cái miếng thịt. Nó ngọt nữa. Nó thơm thơm cái mùi xả. Chỉ có khác ở cảnh thôi. Chứ vậy đâu có.
cái nấm nướng này nó thiệt là ngon luôn. Hồi trước tới giờ mình có ăn nấm luộc, nấm nấu canh chứ mình chưa ăn nấm nướng. Hôm nay mình ăn cái nấm cuộn thịt bò nướng. Ừ, nó ngọt, nó ngon dữ luôn. Mấy con móng tay nướng này nó chín rồi nè Hi ơi, Hi ăn hộ đi Hi. Giờ mình ăn tới con tôm luộc. Hi ăn no chưa mà Hi đi sớm vậy? Không hỏi, vừa thổi vừa ăn luôn cả nhà ơi. Mình chấm muối tiêu chanh. Mình đem đi luộc. Mình luộc nhanh lắm. Rồi mình lấy ra mình lột, mình chấm muối tiêu ăn liền. Nó tươi, nó rất là ngon. Giòn, ngọt. Mình nhìn cái gạch là mình biết ha, cái con tôm nó ngon, nó đỏ chỗ này lắm, nó tươi. Em gửi lời thăm cả nhà nghe Hi. Ở trong này ồn cả nhà, ngon tươi sâu ngon luôn. Bánh khọt chiên nhìn thấy hấp dẫn ha mọi người. Thằng kia là nghêu sò tôm. Đây là hải sản tươi sống. Rồi con móng tay, rồi con nghêu. Rồi con ốc giá. Ốc bu. Còn bên cái hồ bên đây á là tôm nhảy sôi sói luôn á. Tôm tươi á. Mọi người gấp lên và đem về bàn nướng ăn. Thích ăn loại nào gấp loại đó. Em này mới đem ra cái thịt bò tươi nè. Thì đồ ăn vừa giật là người ta đem tới. Cái này là nước sốt các loại. Đây ơi. Rau salad cải xanh tươi ngon. Đây là trái cây ăn tráng miệng tươi ngon. Ồ, chân gà, giò gà, gỏi đu đủ, gỏi kim chi, bánh phồng tôm, rau câu. Qua đây là đồ thịt heo, mực chiên các loại, bánh bao ngon, ăn phay tây chiên giống như bánh phồng chiên. Đó, nấu sẵn, xào sẵn luôn. Nếu mình không có muốn đem lại đằng kia nướng á, đợi mất thời gian thì mình vô đây lấy sẵn. Con móng tay nè, người ta mới đem ra thêm nè. Rồi. Đó, đúng rồi. Cho đứa con gái mình nãy giờ nó chưa chịu ăn gì hết. Rồi đủ rồi con. Bàn của mình ăn thì hồi lúc 5 giờ tới giờ thì ăn nãy giờ cũng no lắm rồi. Bây giờ chỉ cần ăn thêm nhẹ thêm trái cây nữa là mình sẽ rút về thôi. Chỗ đậu xe.
quầy bán vé ở phía trước. Rồi cái bàn của mình ăn cũng xong rồi, bây giờ mình lấy trái cây là dưa hấu với ổi để ăn tráng miệng ha. Rồi, mọi người ha. Ngọt ngon lắm. Rồi hôm nay gia đình mình đi tới đây ăn như vậy là cũng ngon lắm. Bây giờ gia đình mình lên xe đi về nhà ha. Buổi tối lên đèn trông nó đẹp ha. À, tiệm bánh Kinh Đô, Tết Trung Thu tới nha. Quán bên đường cũng rất là đông khách. Thôi video của mình tới đây là cũng dài rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Nếu ai thấy thích video của mình thì hãy bấm cho mình một nút chia sẻ, đăng ký nhận được những video mới. Chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong video kế tiếp. Bye bye.